Rồi, chúc ăn Tết vui vẻ. Rồi, cảm ơn con nhá. Rồi, cảm ơn con xinh gái. Rồi, cảm ơn con. Rồi, con đi với mẹ nào. Rồi, nhanh, tới đây em. Thôi, mỗi người. Rồi. Rồi, được rồi. Cho phát luôn cho cô đi anh ơi. Rồi từ từ cô nhé. Rồi có nhiều người đi xe lăn. Rồi cô nhận đi cô. Rồi mình đi xe lăn bước tới đi chị ơi. Tiến tới cho người khác nhận. Đi thẳng lên. Rồi cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Rồi, nhận đi các cô bác ơi. Mỗi người một phần. Rồi, hai mẹ con nhận đi. Rồi nhận đi chú. Rồi nhanh chân em ơi, nhanh chân bà con ơi. Nhanh chân cô bác ơi. Ai có phiếu nhanh chân đi. Rồi nhanh chân cô bác ơi. Thành chúng chết à. Rồi chú ơi tiến tới đi, bước tới. Sao lại phá phiếu người ta, trời ơi anh làm đến lần sau. Rồi nhanh ta cô bác ơi, rồi cô đưa luôn. Rồi chú rồi đi xe lăn, ngồi trên xe lăn có phiếu. Đây, các cô chú đang giúp mình. Từng người đi một thôi cô bác ơi. Rồi cô này bị khiếm thị. Rồi cô nhận đi. Bước tới. Rồi mời các cô bác nhận đi ạ. Rồi hôm nay là ngày đầu năm mới. Chúc tất cả cùng vui vẻ. Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, ai cũng có mì ăn không bị gì đói. Rồi nhanh chân cô ơi. Dạ rồi cảm ơn. Bán vé số về. Rồi cảm ơn bà nhận đi bà. Dạ, rồi mỗi người thùng mì. Rồi nhận đi chú. Rồi mời các cô bác nhận đi ạ. Rồi chúc các cô bác ăn Tết vui vẻ nhá. Hy vọng năm mới là ai cũng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi mời các cô bác. Rồi nhận đi cô bác ơi. Rồi chú nhận mì đi. Dạ rồi.
nhanh cô bác ơi. Rồi xích lô hôm nào bánh nhau này. Xích lô hôm nào bánh nhau xe. À thế à. À, dạ dạ rồi rồi cảm ơn chú đi đi ạ. Rồi mời bà con nhận đi ạ, mỗi người một thùng. Rồi cảm ơn chú. Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Chúc tất cả một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Thưa cô bác anh chị, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới Xuân Tân Sửu năm 2021. Tuấn Dương đang có mặt tại quận 11 và Tuấn Dương đang trên đường để đi tới phát quà cho người nghèo. Thì ngày hôm nay thưa cô bác anh chị là Tuấn Dương sẽ thực hiện cái chương trình là mình sẽ phát gạo và phát tiền cho các xin lỗi, mình sẽ thực hiện cái chương trình là phát mì và phát tiền cho các chú thương phế binh, rồi phát mì cho người nghèo 200 thùng mì do cô Thủy và cô Thi ở Mỹ tài trợ. Thì ngày hôm trước đó các bạn là cô Thủy và cô Thi đã gửi tặng 1 tấn gạo và Tuấn Dương phát ở chợ Bến Thành. Thì bước sang tới ngày hôm nay thì Tuấn Dương sẽ phát ở khu bệnh viện Chợ Rẫy. Bây giờ Tuấn Dương đang trên đường để đi tới cái địa điểm phát gạo. Bây giờ mời các anh chị chúng ta cùng đi với Tuấn Dương nhé. Đây đang là đường số 5 nằm trong khu cư xá Bình Thới các bạn ạ. Đây là một cái khu dân cư cũng mới cách đây chừng khoảng vài chục năm. Trước năm 1975 thì cái khu vực này là một cái nghĩa trang có tên là Nghĩa trang Nhị Tỳ Quảng Đông. Buổi sáng sớm đầu tiên trong năm mới thì Tuấn Dương thấy bà con trong khu dân cư này có lẽ là họ cũng vẫn còn đang say trong giấc nồng. Vì ngày hôm qua thì bà con cô bác đổ dồn về trung tâm Sài Gòn để mà xem bắn pháo hoa đón năm mới, nên có lẽ là họ cũng sẽ ngủ dậy muộn. Còn cái khúc này là gần tới bệnh viện quận 11 thưa quý vị. Thì Tuấn Dương cũng hy vọng là bà con trong năm mới thì có một cái sức khỏe thật là tốt, đừng có phải đi bệnh viện, ăn uống sau đó cho nó hợp lý và đừng có bệnh tật gì cả. Đây khu này Tuấn Dương xin phép được nhắc lại là bà con người Hoa họ sinh sống rất là nhiều. Cái khu này là chủ yếu gọi là bà con người Hoa sinh sống thôi các bạn ạ. Đây Tuấn Dương đang đi về phía đường xóm đất quận 11. Anh này anh bưng đồ ăn giỏi ghê. Bưng có một tay thôi. Đây đang là đường xóm đất quận 11 các bạn ơi. Hôm nay cũng Tuấn Dương thấy cũng rất là nhiều các cái cửa hàng họ nghỉ, không có kinh doanh buôn bán trong cái ngày đầu năm mới. Chỉ thấy là bà con đi ăn sáng, buổi sáng thì thấy có nhiều người tầm này mới 9 giờ sáng. Cũng có những người thì chắc là họ sẽ không có ăn sáng mà họ ngủ nướng, ngủ cho tới tận trưa luôn. Đây Tuấn Dương đã có mặt trên đường Trần Quốc Toản rồi. Ngày nay thì tên gọi của nó là đường 3 tháng 2. Tuấn Dương đang đi tới cái địa điểm phát quà ở bệnh viện Chợ Rẫy để phát mì cho bà con.
200 thùng mì. Đây là đường Nguyễn Thị Nhỏ, ngày xưa tên gọi của nó là đường Dương Công Trừng các bạn ạ. Tuấn Dương sẽ quẹo vào đây rồi đi ra Nguyễn Chí Thanh. Cái hướng này thì chúng ta sẽ đi về phía chợ lớn. Trong một số các cái clip trước đây của Tuấn Dương thì cũng đã có những các cái hình ảnh về chợ lớn buôn bán hàng hóa dịp Tết. Thì hy vọng là các cô bác khi mình có thể sẽ tiếp tục coi nếu như có thời gian. Đây đang là đường Nguyễn Chí Thanh đây các bạn, góc ngã tư phía trước mặt đó, là góc ngã tư Nguyễn Chí Thanh, giao cắt với đường Nguyễn Thị Nhỏ. Nguyễn Chí Thanh thì ngày xưa có tên là đường Trần Hoàng Quân, còn Nguyễn Thị Nhỏ thì ngày xưa có tên là đường Dương Công Trừng. Tuấn Dương để ý thấy có nhiều các cái tiệm bán vé số thì khá là đông khách, bởi vì bà con tới là cầu may, họ mua những cái tấm vé số để cầu may cho năm mới. Ở đây là cái ngôi chợ này, là chợ Hà Tôn Quyền này các bạn ạ. Bà con họp chợ thì thường là họ cũng họp rất sớm. Đường hôm nay vắng lắm các bạn ạ. Nói chung là cái ngày đầu năm mới thì vắng vẻ hơn so với cái ngày thường. Đây đang là góc đường Tạ Uyên cắt với đường Nguyễn Chí Thanh. Tạ Uyên thì ngày xưa tên gọi của nó là đường Tôn Thọ Tường, với nhiều cái tiệm bán vịt quay, heo quay nổi tiếng. Tuấn Dương đã thấy phố xá thì rất là thưa người. Đây các cái cơ sở bán bàn thờ, tủ thờ, họ đã dọn ra để bán hàng. Còn lại thì nhiều người vẫn còn đang gọi là say giấc mộng ban đầu. Người ta nói một cái câu cũng khá là vừa hay, đó là buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ thì chẳng tha người nào. Đây là góc đường Phó Cơ Điều cắt với đường Nguyễn Chí Thanh đây các bạn. Ơi. À, về cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy nhận mì. Phát mì. Cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy nhận mì. Về cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy nhận mì nhá. Cổng số 6 giờ đi phát đấy. Mình có nhắc cho một vài người đi nhặt ve chai, vì thực ra là cái số mì này thì cô Tư có phát là Tuấn Dương nói là cô chuẩn bị phát 180 phiếu thôi. Còn 20 phiếu thì để lại. Tại sao lại để lại? Để lại ở đây thì nhằm cái mục đích là những cái người đến sau, hoặc là những cái người nghèo khổ mà vô tình họ đi ngang qua đó, thì chúng ta sẽ phát cho họ, để cho họ nhận đủ cái, để cho họ được nhận. Vì cái lúc mà mình đi phát phiếu đó thì đôi khi không có gặp người ta. Và khi mình không gặp, còn cái lúc phát thì họ lại tới họ xin. Và nếu như phát phiếu hết rồi thì sẽ không còn để mà cho những cái người vãng lai mà vô tình họ ghé qua. Thì có để lại một ít, 20 phiếu. Tức là cái việc phát phiếu đó các bạn thì đã kết thúc từ ngày hôm qua rồi. Là phát hết 180 phiếu thì còn lại trong cái khoảng thời gian đó thì nếu mà có những ai nghèo khổ đi ngang qua thì sẽ tặng họ cái tấm phiếu để 9 giờ sáng ngày hôm nay họ sẽ được nhận những các cái phần mì. Đây các bạn ơi, tiếp
các cái bờ tường, bà con anh em cứ gửi tình yêu vào gốc cây đấy, bậy các bạn. Rồi bây giờ Tấn Dương đã gần tới cái địa điểm để phát quà rồi. Thưa cô bác anh chị, đây là 200 cái thùng mì thì sẽ tặng cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Đây cái phiếu thì có giờ thứ tư, cái phiếu là đã được phát từ ngày hôm qua rồi thưa các bạn. Thì đây là những cái phần mì sẽ chia sẻ đến bà con, mì gấu đỏ, tôm và gà. Ai chở còn kiến thể? Bây giờ chú gọi điện lại chú. Rồi. Sao em có phiếu? Dạ chợ cho. Ngoài chợ cho. Dạ, dạ. Rồi. Giờ lát xíu các cô các bà dạ. Nhận mì nhá. Dạ. Dạ rồi. Rồi bà con đang xếp hàng rồi. Rồi chào chị. Rồi xin chào. Ôi hello xin chào. Chào chú đẹp trai. Chào con xin gái nhá. Dạ, rồi. Dạ dạ. Rồi rất dài luôn. 200 phần mì. Dạ rồi. Rồi. Trời luôn. Đây bên này thì các chú để xích lô rất là nhiều này các bạn này. Thôi giờ chúng ta sẽ phát quà nhé. Xe đấy chị ơi. Rồi. Thưa bà con nhé, hôm nay món quà này của cô Thủy và cô Thi ở Mỹ gửi tặng mỗi người một thùng mì. Bây giờ bà con lấy phiếu, đưa phiếu rồi nhận mì. Rồi cô ơi mình bắt đầu đi ạ. Chú có phiếu không chú? Có. Đẩy đây bóc luôn mà. Rồi mỗi người một phần, ai lấy phiếu? Thôi để đẩy đây cho bạn. Đồng ý chưa? Rồi. Rồi gửi chú. Rồi. Có rồi đúng không? Dạ rồi. Rồi bé kiếm. Rồi ai đi với con, ai đi với con? Dạ chú xe ôm. Chú xe ôm đâu, đâu thấy đường mà đi. Dạ đứng ra đây để gọi xe. Đây đây con đứng lùi ở đây. Không thấy đường đứng lùi ở đây, đứng sát vô. Rồi con đứng đây. Rồi đứng đó gọi đi. Rồi cô cầm dùm cô ấy. Rồi chúc các cô ăn Tết vui vẻ nhá. Bước qua kia xem hàng. Đưa luôn cho ông đi. Rồi ăn Tết vui vẻ đi. Rồi một phiếu rồi đi em. Rồi nhanh chân cô bác ơi. Dạ mời cô bác ra nhận đi ạ. Rồi nhanh chú ơi. Dạ được. Rồi mỗi người sẽ nhận một cái thùng mì. Phương xá luôn. Rồi tiến tới đi anh ơi, cảm ơn anh. Rồi mình nhận đi ạ. Rồi mời các cô bác nhận đi ạ. Rồi chúc ăn Tết vui vẻ. Rồi cảm ơn con nhá. Rồi cảm ơn con xinh gái. Rồi cảm ơn con. Rồi con đi với mẹ nào. Rồi nhanh tới đây em. Rồi thôi mỗi người. Rồi rồi được rồi, cho phát luôn cho cô đi anh ơi. Nè, coi. Rồi từ từ cô nhé.
nhiều người đi xe lăn. Rồi rồi, cô nhận đi cô. Rồi mình đi xe lăn bước tới đi chị ơi, tiến tới cho người khác nhận. Đi thẳng lên. Rồi rồi rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Rồi cảm ơn chú. Rồi rồi, nhận đi các cô bác ơi. Mỗi người một phần, mỗi người một phần. Rồi hai mẹ con nhận đi. Rồi nhận đi chú. Rồi nhanh chân em ơi, nhanh chân bà con ơi. Nhanh chân cô bác ơi. Ai có phiếu nhanh chân đi. Rồi nhanh chân cô bác ơi. Thành công chết à. Rồi chú ơi tiến tới đi, tiến, bước tới. Sao lại phá phiếu người ta? Trời ơi, anh làm đấy lần sau. Rồi nhanh ra cô bác ơi. Rồi thôi đưa luôn, đưa luôn. Rồi rồi chú ơi đi xe lăn, ngồi trên xe lăn có phiếu. Đây, các cô chú đang giúp mình. Từng người đi một thôi, từng người đi một thôi cô bác ơi. Rồi cô này kiếm thị. Rồi cô nhận đi, cô nhận đi. Bước tới, bước tới. Rồi mời các cô bác nhận đi ạ. Rồi hôm nay là ngày đầu năm mới, chúc tất cả cùng vui vẻ. Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, ai cũng có mì ăn không bị đói. Rồi nhanh chân cô ơi. Dạ rồi cảm ơn. Bán vé số về. Rồi cảm ơn bà nhận đi bà. Rồi, mỗi người cùng mì. Rồi nhận đi chú. Rồi mời các cô bác nhận đi ạ. Rồi chúc các cô bác ăn Tết vui vẻ nhá. Hy vọng năm mới là ai cũng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đi cô bác ơi. Rồi chú nhận mì đi, chú nhận mì đi. À, rồi. Rồi nhanh cô bác ơi. Rồi xích lô hôm nào bánh nhau này. Xích lô hôm nào bánh nhau xe. À thế à? Dạ dạ, rồi rồi, cảm ơn chú đi đi ạ.
mời bà con nhận đi ạ, mỗi người một thùng. Rồi cảm ơn chú. Đây, cái đây chỉ ưu tiên phát cho những người đã có phiếu thôi các bạn. Rồi mời chị. Cô ơi, đi về phía bên kia đi, sang bên đường cô có phiếu không? Không có phiếu đi qua bên kia đường cô. Cô có đi ra ngoài. Đi lên lề dùng con. Cô đi lên lề dùng con đi. Ô tô. Dạ, chú nhận đi chú. Rồi, còn phiếu được tiến lên. Có phiếu không? Ai có phiếu tiến lên. Chứ không có phiếu đi chỗ khác, không có phiếu đi chỗ khác. Không có phiếu đi chỗ khác, không đứng ở đây. Chỉ đi ra ngoài đây. Đi qua bên đi. Đây phát cho người có phiếu trước. Có rồi, ai có phiếu à? Rồi. Bà đi lên lề được không? Rồi bà thân. Bà đứng ở dưới là ô tô để quên không được. Ai phải mang phiếu tới đây mới nhận. Đây, những ai có phiếu thì sẽ phát cho họ luôn các bạn ơi. Rất nhanh, rất gọn lẹ. Alo. Ừ, mang qua giúp anh đi được rồi em ơi. Ừ, cảm ơn. Mang qua luôn đi. Đúng rồi. Đây em. Từ từ cẩn thận xe. Rồi, cảm ơn. Rồi, có một chị mang bao xốp tới. Cái này là của chị Dung Phong, cái con đó là bên Mỹ á. Gửi cho cô bao xốp để cô phát cơm. Để cô phát, cô bỏ cơm, bỏ cơm. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Chờ ở chỗ người ta làm gì mà nghe nói chuyện. Ở đây cũng chỉ còn ít phần mình còn bao nhiêu? Tất cả hết hả? Có đây là 1, 2, 3, 4, 5. Mà mình của mình còn bao nhiêu phiếu? Đây 26 đồng ở dưới. Vâng. Của chú lấy phiếu đi. Lấy phiếu. Vâng, bỏ lấy phiếu, bỏ luôn một thùng, bỏ riêng ra chú. Dạ, bỏ riêng ra. Dạ, vâng ạ. Chú bỏ riêng ra dùm con. Rồi, chú này kiếm thị luôn. Hai chú đi bán vé số bị kiếm thị. Chú có phiếu cho con xin phiếu đi chú. À, trong đó thì không vô đâu, ngồi đây. Rồi. Đó, các chú này là xe ôm. Rồi, Tuấn Dương chân thành cảm ơn cô Thi và cô Thủy ở Cali đã tài trợ cho cái chương trình này. Ngày hôm qua là các cô tài trợ 1 tấn gạo đã phát xong ở chợ Bến Thành. Ngày hôm nay là tài trợ 200 thùng mì thì phát ở bên bệnh viện Chợ Rẫy. Các chị cho phiếu rồi nhưng mà vẫn phụ mình ở đây. Dạ, vâng, con cảm ơn chú. Đây cũng một chú cũng đi lãnh mì. Nhưng mà chú cũng có lại chú phụ để giúp chờ các anh em phát mì. Con cảm ơn chú nha. Dạ. Đây, những cái người đi nhặt ve chai, những cái người này không có phiếu này các bạn ơi. Dạ. Rồi sang xếp hàng, bà con sang đứng xếp hàng dùm đi. Ai chưa có phiếu đứng xếp hàng luôn. Ai chưa có phiếu qua đứng xếp hàng.
Ai chưa có phiếu qua đứng xếp hàng dùm. Đi từ từ thôi chú ơi, từ từ thôi chú. Ai chưa có phiếu đứng xếp hàng dùm con nhá. Đứng xếp hàng dùm con đi ạ. Ai có phiếu, chưa có phiếu đứng xếp hàng. Khẩu trang cô đâu, đeo khẩu trang vô. Đeo khẩu trang vô. Cô bác đeo khẩu trang vô. Thôi về nhà lấy khẩu trang đi rồi lại cô. Cô bác đeo khẩu trang vô dùm đi. Khẩu trang đâu ạ? Không có khẩu trang không phát nhá. Không phát. Đây gấp hai là lấy coi đấy á. Rồi cô bác đứng xếp hàng. Rồi qua đây. Rồi, rồi rồi qua đây nhận luôn. Rồi chú đưa phiếu đây. Rồi ok chú đi đi. Dạ rồi cảm ơn. Nhớ mang khẩu trang vô nhé. Rồi 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 rồi. Rồi chú ơi, bây giờ có bao nhiêu người, khoan từ từ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi, ok. Người một người ra còn ông nào nữa. Hai người còn ông gì anh? Rồi đây mình rồi bước dần lên. Xịt tay đây 12 người. Rồi đây là người không có phiếu nhá. Rồi tặng, gửi tặng luôn. Rồi nhận đi cô. Đây đây, đeo khẩu trang vô, đeo khẩu trang vô. Rồi nhận đi cô. Đi ra ngoài ngay. Đi ra ngoài ngay. Đi ra ngoài ngay. Đi ra ngoài ngay. Thôi cho chú đi. Đàng hoàng là mình tặng hết. Còn mất dạy là không được. Rồi mời các chú nhận đi. Thật sự năm mới thì cũng không muốn nói lặng nhưng mà nhiều người họ không có. Rồi tiến tới anh ơi. Đây 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 đây. Mời chú nhận mì đi chú. Rồi được rồi chú. Rồi vậy là còn 8 phần với lại mấy phần không có phiếu nữa. 2, 4, 6, 8. Còn 8 phiếu nữa. Còn 8 phiếu và 8 người không có phiếu. Rồi cô Tư có mệt không? Không con, khỏe. Phát mì này nhẹ nhàng đúng không? Nhẹ nhàng. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cô, thấy hôm nay bà con nhận cũng vui quá. Vui. Nhiều bà con cũng khó khăn. Ta khó khăn, ta chờ từ sáng sớm á. Dạ dạ. 7 giờ mấy ngồi chờ con tới. Dạ dạ. À, một thùng mì thôi nhưng mà cũng đối với nhiều người cũng là cả một có khi cả một tháng ăn luôn ấy, 30 gói mỗi gói ăn một sáng. Đây cô ơi, mời cô lại. Đây đây đây, tặng cô. Đang đi thì thấy cô nhặt ve chai cho cô luôn. Rồi đây. 2. Có hiếu luôn không? Để bán lại chung cho lớn á. Rồi, rồi tặng chú luôn. Vậy là còn 3 phần, 4 phần không rồi. Đây, đây, chú lại đây, chú lại đây. Rồi, gửi biếu chú thùng mì luôn. Cô Thủy, cô Thi ở Mỹ tài trợ. Có phiếu không? Bà có phiếu không bà? Rồi, gửi biếu bà thùng mì ăn Tết nhá. Rồi, bà bước tới đi bà. Rồi đây đây. Cái thằng lẻ phiếu nãy anh không nên cho đúng không? Rồi thôi được rồi được rồi. Không được rồi, cái thằng đó em nhớ mặt mà quên mất. Lần sau không cho nữa, cái phiếu mình phát mà lại phá hủy phiếu của mình không được. Đây các bạn ơi, cái phiếu mình in mà họ lại bẻ làm bốn luôn, gấp phá cái phiếu này. Phiếu của mình đây. Nè, đây các bạn đây này, phiếu thẳng như thế này mà họ bẻ phá hủy luôn. Rất là mất ý thức. Rồi tặng anh thùng mì. Rồi ăn Tết vui vẻ. Dạ rồi. Đây.
đây có phiếu qua đây cẩn thận nhìn xe nhá cô bác ơi. Rồi cảm ơn. Rồi đây còn 1 2 3 4 5 6 7 8 8 thùng. Rồi gửi sang anh phụ. Rồi gửi tặng anh thùng mì nhá. Dạ cảm ơn. Đây cũng chỉ còn một vài phần nữa thôi. Trời ơi giờ đây có chú tới. Vâng, được rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc cái chương trình phát mì thì để đây, nếu mà ai để phía ngoài, để sát ở ngoài ấy, cho dễ lấy. Đó thưa chú, thì bây giờ nếu mà ai còn có phiếu tới thì chú phát dùm con nhé. Dạ, rồi, con cảm ơn. Dạ, dạ, rồi, con cảm ơn. Rồi, một lần nữa Tuấn Dương xin chân thành cảm ơn cô Thủy và cô Thi ở Mỹ đã tài trợ cho cái chương trình này. Thưa cô Thủy và cô Thi thì cái chương trình phát mì thì cũng đã phát xong, thì bây giờ Tuấn Dương sẽ gửi tặng cái số tiền mà các cô gửi cho các tình nguyện viên, thì Tuấn Dương xin được thay mặt bà con ở bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Nói chung đây là những cái bà con lang thang cơ nhỡ thôi, sẽ gửi lời chúc sức khỏe tới hai cô và chúc cô nhiều sức khỏe, may mắn. Con gửi cô thì cô sẽ chia ra cho thứ nhất là mời cà phê, rồi chia cho các em mỗi người một chút, những người đã phụ mình để phát 100 cái phần mì đó. Rồi cảm ơn cô nhé. Cô cũng cảm ơn cô Thủy với cô Thi đã cho các cháu tình nguyện viên 1 triệu. Rồi cảm ơn. Chúc sức khỏe hai chị nhiều. Dạ dạ. Không còn đâu. Rồi gửi. Rồi. Có một thùng có bóc giùm thùng trơn. Rồi đây có một thùng cho nó. Rồi. Cái này là cô Thủy và cô Thi ở Mỹ gửi tặng nhá. Cô Thủy và cô Thi ở Mỹ gửi tặng các cô thùng mì. Cảm ơn nhiều. Dạ rồi. Cô đi ạ. Cái người nào